chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Winner 50 độ đẹp dịu dàng với dàn chân cực bén, ra mắt sở hữu trực tiếp là Isetta 50 với khoảng cách cũng khá xa. Không vì vậy mà Winner 50 lại không được cộng đồng chơi xe đón nhận khi em nó sở hữu hình dáng góc cạnh hầm hố đậm chất thao. Chưa hài lòng với đẹp nguyên thủy sở hữu được em nó thì các biker lại tạo ra những bản độ đầy phong cách, và cái chiếc Winner 50 độ kiển đây một dẫn chứng cụ thể. Khoác trên mình bộ cánh với cái sắc màu trắng làm chủ đạo chính, được phối màu hài hòa với bộ tem rời đậm chất thao. Phần đầu nhẹ nhàng, ốp não cũng khá phong cách. Mặt nạ được trang bị hai ốc vàng dính chặt. Dàn chân mỏng manh không kém phần cứng cáp với niềng nhôm Yamato kết hợp với cam vàng chân đen đầy nổi bật. Hệ thống phanh cũng được thay đổi nhẹ nhàng với đĩa gaffer nổi bật bởi 4 chốt vàng. Ốc vàng ở khắp mọi nơi, ta thấy được thêm cái trợ lực cổ Hollin giúp xe giữ vững tay lái ngang độ cao. Bên cạnh đó là baga titan 7 màu cực đẹp. Góc nhìn với cản CV tựa như là phong cách của Turin. Nói chứ cản này cột đồ là khỏi chơi vào đâu luôn. Ống giảm nhiệt Samco Sport, cái màu vàng cho đó. Công dụng chính của em nó là giảm nhiệt tốt và bền. Những chiếc xe đi kiển thường loại ống zin và thay vào đó để tăng thêm cái độ thẩm mỹ cho xe. Phía sau với gấp nhôm Racing Boy đầy cứng cáp. Lốp máy tạo điểm nhấn với ốc bơm lửa vàng, cần số 2 chiều giúp việc sang số thoải mái hơn. Đặc biệt là những bạn đi về hiệu thì phải nên trang bị cái món đồ chơi này lên chiếc xe còn tài. Winner 50 độ nhẹ nhàng, ngắm nhìn bộ ảnh tuyệt đẹp của một dòng xe còn tài. Winner 50 là dòng xe còn tài của nhà sản xuất Honda với kiểu dáng góc cạnh đậm chất thao. Đi cùng với đó là phân khúc 110cc mạnh mẽ, để lại ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng chơi xe ở Việt Nam. Chưa dừng lại sự nguyên thủy, hàng loạt bản độ dần dần được đời, từ nhẹ nhàng đến hố hay phong cách mỗi người. Và cái chiếc Winner 50 độ nhẹ dưới đây, một dẫn chứng cụ thể. Tuy nhiên, chiếc xe không được trang bị nhiều món đồ chơi đắt giá như những bản xe độ mà mình đã giới thiệu trước đây với các bạn. Tuy nhiên, cái mà chủ xe đã trang trí cho em nó là cái dàn lồng và dàn chân cũng đã làm cho chiếc Winner này trở nên ấn tượng hơn rất nhiều. Và chiếc xế đã được chọn lại cái dàn lồng với một cái tông màu xanh full và đầy ấn tượng, kết hợp cùng dây dầu đỏ tạo ra cái sự nổi bật cho dàn chân trước. Thùng cấp 3 được chủ xe gắn thêm để tăng thêm cái diện tích cho cái chủ chứa vật dụng. Ống nước Samco màu đỏ nổi bật trên cái nền xanh yêu thương. Dàn chân trở nên là phá cách với cái mâm Race Boy 6 cây, sản phẩm xuất xứ từ Malaysia dành riêng cho cái dòng Winner. Cảm ơn bạn đã dẫn này cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.